Cứ đang làm con rồng á hả? Đây cũng con rồng. Làm con rồng phức tạp ha. Này. Bữa con như con chưa học con rồng hay sao á, mới học con rắn. Chú làm đẹp nè. Này là làm theo kiểu nghệ nhân, làm con là làm theo kiểu công nghiệp nè, nhanh nè. Dạ, cô Hà. Bữa nay chủ nhật. À, bác Hai kêu con ra chở đồ ấy đi thư, đi mua giấy lên viết thư, học viết thư pháp. Dạ chưa, 8 giờ rưỡi à. Con đâu có biết đâu, giờ có con hái với về rồi để sợ nó chín cây. Đơm từ đây tới rằm được không? Bữa nay mới mùng 8 hả? Xe con dắt vô rồi. Giờ con ở lại con học với lại bác Hai hả? Dạ, chờ bác Hai tắm táp rồi xong rồi con quan chở bác Hai đi. Bác Hai mua giấy hả? Dạ mua giấy, mua viết, mua màu, mua mực gì. À, vậy giờ cô Hà đi đâu đẹp gái vậy? Cô Hà đi mua đồ cho người ta chút. Dạ. Mấy giờ mày đi làm hai? Chắc 8 rưỡi. À vậy hả? Trưa nay con ở đây ăn cơm. À đây ăn cơm đi, cô Hà nấu cơm sẵn rồi đó. Dạ. Có cơm có canh rồi, giờ lát nữa lấy cái thịt kho gì măng gì á. Trong tủ lạnh nó đem ra ham ăn nha. Dạ. Tại cô Hà lát nữa cô Hà đi chùa rồi nha. Dạ rồi. Mà tưởng là mày rảnh thì đi mà đi. Tại vì đi cái giờ này. Ủa con bán hai về hả? Con chạy một vòng từ bên kia chạy qua. Con đi nhà con em họ nó ở dưới kia xong chạy qua luôn. Làm cẩn mẫn tỉ mỉ. Làm con rồng khó. Khó, con rồng khó còn được rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Chiều 3 giờ đi chú ý xuống coi nha, cái chỗ chỗ làm ở nhà chỗ làm. Dạ. Chào các bạn, mình đang đứng trước Vincom Plaza 78 Trần Phú. Thì chúng mình đang làm tòa hè với lá dừa hoa này, chuẩn bị công tác của bạn. Cười lên cho đẹp trai chứ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.